Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm viên topic vật lý lớp 8 vòng 4 năm 2017-18. Bắt đầu làm bài. Bài thứ nhất là đập dế này. Trường hợp nào sau đây áp suất khí quyển là lớn nhất? Tại đỉnh núi, tại đáy hầm mỏ, trên bãi biển, tại chân núi. Đáy hầm mỏ là áp suất là lớn nhất, tại vì càng lên cao thì áp suất càng nhỏ. Áp suất chất lỏng được tính bằng công thức nào? Áp suất chất lỏng P thì bằng D nhân H. Này áp suất khí quyển được tính bằng công thức nào? Cái này thì nó thông qua chiều cao của cột thủy ngân, ứng với mỗi chiều cao thì áp suất nó sẽ khác nhau. Áp suất chất rắn được tính bằng công thức nào? P bằng F trên F này. Ok. Càng lên cao thì áp suất khí quyển nó sẽ càng giảm. Này. Đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật lên trên mặt phẳng nghiêng, hoặc là kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Đương nhiên là lăn thì áp suất nó phải nhỏ hơn mà. Vì chúng ta lăn cái viên đá này như có ai đi kéo viên đá lên mà là đúng không? Lăn. Nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ. Cái này để cho cái áp suất khí quyển, lợi dụng cái áp suất khí quyển vào để rót trà nó mới chảy ra. Để nước trà trong ống có thể bay hơi, cái này sai. Lợi dụng áp suất khí quyển để khi rót trà mới chảy ra, cái này đúng này. Lỗi của nhà sản xuất lại càng sai. Để đỡ tốn tài nguyên. Đây, cái này. Phép biến đổi nào sau đây trong các cách sau? Phép biến đổi nào sai trong các cách sau? 700 mm thủy ngân bằng lần này newton trên mét vuông, 750 74 cm, 760. Ta có cái D của cái thủy ngân này, nó là bằng 136 nhân 10 mũ 3 đúng không? Thì ta sẽ tính từng cái một xem cái nào là đúng. 136 nhân 10 mũ 3. Đương nhiên những cái này ta đầy đổi hết ra mét à. 700 mm thủy ngân đổi ra mét thì nó sẽ bằng 0,7 đúng không? 0,7. Ta sẽ nhân với 0,7 sẽ bằng bao nhiêu? 136 nhân 10 mũ 3 nhân với 0,7 nó sẽ bằng 95.200. cái này đúng này. Thử cái này tiếp, cái này nó sẽ là 0,75. Để sửa vào đây thôi, còn 102.000 cái này nó không đúng lắm này, gần đúng. Ta cứ tạm thời cho nó đúng đi. Ta thử cái này, 74 cm thủy ngân. 74 thì ta có, nó chính là bằng 0,74 đúng không? 0,74 m. Nó sẽ bằng 100.640. Cái này đúng này. Tiếp 760 mm thủy ngân. Nó sẽ bằng 0,76 đó. Nó sẽ bằng 103.360. Vậy là cái này là sai. Cái này nó gần đúng đó. Ok. Một vật hình hộp đặt trên mặt bàn nằm ngang đang rộng lên mặt bàn một áp suất là P bằng 4.200 newton trên mét vuông. Biết khối lượng của vật là 16,8 kg. Diện tích tiếp xúc của mặt của vật lên mặt bàn là, cái này thì ta có là P bằng F trên S thôi. Thì ta có SC sẽ bằng F trên P đúng không? F trên P. Đây, ta có này. Mà
cái ép của cái lực tác dụng của cái vật ấy, thì nó chính là bằng, nó phụ thuộc vào cái trọng lực, trọng lượng của cái vật, nó chính là bằng, thì cái ép ở đây nó chính là bằng 16,8 nhân với 10. Đấy. Thì sẽ chia cho P là sẽ ra được SC. SC tính theo mét vuông nhé, là 4200. Ta đi tính cái này nó sẽ là 16,8 nhân với tầm 10, nó chính là 168 chia cho 4200 thì nó sẽ bằng 0,04 mét vuông. Ok, vậy là cái này. Trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra? Thủy ngân dâng lên trong ống Torricelli, cái này đúng này. Trên khi được bơm, lốp xe căng lên, cái này không phải do áp suất khí quyển. Khi bị xì hơi, bóng bay bé lại, cái này do áp suất. Uống sữa tươi trong hộp bằng ống hút, cái này cũng là do áp suất khí quyển. Mỗi cái này là không đúng đâu. Khi được bơm lốp xe căng lên là không phải do áp suất khí quyển. Vậy là hoàn thành bài thi số 1, ta chuyển sang thi số 2. Đi tìm quả bóng. Ô tô đang đi trên đường, một người đang đứng cạnh cột điện ven đường, phát biểu nào sau đây là sai? Ô tô chuyển động so với cột điện. Đúng. Người chuyển động so với cột điện. Tại cái người này đứng cạnh cột điện, nó đâu có di chuyển đâu, nên là cái này sai này. Cột điện đứng yên so với mặt đất, đúng. Người đứng yên so với cột điện, đúng. Chỉ có cái này là sai đâu. Trường hợp nào sau đây cần sử dụng mặt nạ dưỡng khí trên máy bay? Máy bay đang bay ổn định, hành khách bị ốm, áp suất bên trong máy bay ổn định, áp suất bên trong máy bay thay đổi đột ngột. Đây, cái này, máy bay đang bay ổn định thì không cần thiết, hành khách bị ốm cũng không. Hành khách bị ốm nhiều loại ốm lắm, áp suất bên trong máy bay ổn định thì không cần, do cái áp suất này, này bên trong máy bay thay đổi đột ngột thôi. Ok, tiếp theo, 1 newton trên mét vuông thì bằng bao nhiêu pa? Ta có là cái 1 newton trên mét vuông nó bằng 1 pa, nên là 15 newton trên mét vuông cũng sẽ bằng 15 pa rồi. Đây là 15. Ok. Áp suất của tâm trái đất khoảng bao nhiêu pa? Cái áp suất ở tâm trái đất thì nó rơi vào là 4 x 10 mũ 11 pa. Đây chính là cái đáp án này. Ok. Vì sao khi ra ngoài vũ trụ các phi hành gia lại phải mặc đồ bảo hộ? Cái này là do cái áp suất khí quyển ở bên ngoài nó gần như là bằng không, chênh lệch áp suất để chống chênh lệch áp suất gây nguy hiểm tính mạng này, đúng này. Vì khi đó không kiểm soát được hoạt động của cơ thể, vì khi đó chúng ta sẽ bị bay lơ lửng trong một khoảng không vô định, chúng ta sẽ bị hút vào khoảng đen. Thì một cái này là đúng này. Tại vì trong cơ thể người bao giờ vẫn là tồn tại áp suất, nếu như mà không mặc áo giáp thì là cái áp suất ở bên ngoài nó gần như bằng không, thì nó sẽ chênh lệch áp suất rất là lớn, có thể là sẽ bị nổ tung luôn. Ok, về đích rồi. Vậy là hoàn thành bài thi số 2, ta chuyển sang bài thi số 3 này. Tại sao các vận động viên nhảy cao và nhảy xa lúc rơi xuống tiếp đất phải có hai chân, phải có hai chân lại, có hai chân lại do phản xạ tự nhiên của con người? Cái này sai. Theo quán tính, có hai chân lại thì tạo thêm được quãng đường để hãm cho vận tốc giảm từ từ, nhờ thế giảm bớt động lực va xuống đất, tránh chấn thương. Theo quán tính, có hai chân lại để bay được cao hơn, xa hơn, có hai chân lại vận động viên tạo thêm được sức mạnh. Đây, cái này đúng này. Theo quán tính, có hai chân thì tạo thêm được quãng đường
để hãm cho vận tốc giảm từ từ, và thế giảm bớt được lực va lòng đất và tránh chấn thương. Có hiện tượng gió lùa là vì các khối khí di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi áp suất thấp. Cái này đúng đấy. Địa hình nằm gần sườn chắn gió, địa hình thay đổi nằm ở nơi hút gió. Thì mỗi cái này đúng rồi. Câu 3, muốn không để lại các vết chân vào sàn nhà và lát gạch thì người ta thường kê một tấm ván rộng và đi lên ván. Trong trường hợp này đã áp dụng nguyên tắc nào? Muốn không để các vết chân vào sàn nhà vừa nát và sàn nhà vừa nát gạch thì người ta thường kê một tấm ván rộng và đi lên ván. Tấm lót ván để giảm trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn, tấm lót ván để tăng áp suất tác dụng vào mặt sàn, tấm lót ván để tăng trọng lượng nguồn tác dụng vào mặt sàn, để giảm áp suất tác dụng vào mặt sàn. Cái này là đúng này, để giảm áp suất tác dụng vào mặt sàn. Còn cái mà trọng lượng của người, trọng lượng của người thì không thể thay đổi được nhé. Lực nào sau đây là lực ma sát? Lực của lò xo tác dụng vào vật khi treo vật vào lò xo và này sai. Lực do trái đất tạo lên mọi vật, cái này là trọng lực. Lực sinh ra giữa mặt đường và bánh xe khi bánh xe lăn trên đường, cái này là tạo ra ma sát lăn. Vậy là cái này, lực đẩy của nước, cái này là áp lực. Nó chính là áp lực của nước. Xe ô tô tải chuyển động với vận tốc V1 mất thời gian 3 giờ thì đi hết AB, cũng đi AB, nhưng ô tô du lịch đi với vận tốc V2 thì chỉ hết 2 giờ. Coi chuyển động hai xe là thẳng đều, tỷ số vận tốc của hai xe là bao nhiêu? Bây ta có này, cái V1 thực ra thì nó chung một cái quãng đường, người ta sẽ tính được cái vận tốc của hai cái phụ thuộc vào cái quãng đường. Ta có cái V1 nó sẽ bằng S trên T, đúng không? T là 3. V2 nó sẽ bằng S trên T, T ở đây là 2 này, thì nó sẽ là S trên 2 thôi. Đây thì ta có V1 trên V2 thì nó sẽ bằng S trên 3 chia S trên 2 thì nó chính là bằng 2/3. Đây, vậy là V1 trên V2 là bằng 2/3. Một chiếc xuồng máy chạy xuôi dòng trên sông từ bến A đến bến B, biết A B bằng 18 km, vận tốc của xuồng khi nước lặng yên là 20 km/h. Chạy xuôi dòng nước, xuôi dòng trên sông từ bến A đến bến B, AB dài 18, vận tốc xuồng khi nước yên lặng là 20, nước chảy là 4 km/h, bao lâu xuồng đến B? Đây ta có này, cái đây là xuồng chạy xuôi dòng nước, nên cái vận tốc, cái vận tốc của xuồng cộng với vận tốc của dòng nước nó chính là cái vận tốc di chuyển, và V nó sẽ là bằng 20 này, 20 cộng với cả 4 là bằng 24. Đây, thì ta sẽ có là cái T nó sẽ là bằng S trên V thôi, thì nó T đây nó sẽ là bằng 18 chia cho 24, nó sẽ là bằng 18 chia 24, vậy là bằng 0,75, 0,75 giờ, đúng không? 18, 24 đúng không? 0,75 giờ thì ta đổi ra phút. Này, bằng 0,75 ta đổi ra phút, thì ta lấy cái này nhân với 60 thôi, tại vì mỗi 1 giờ có 60 phút sẽ bằng 45 phút, ok. Trong các phát biểu nào, phát biểu sau đây là đúng? Một vật đứng yên hay chuyển động phụ thuộc vào vật mốc được chọn. Cái này đúng này. Một vật đứng yên thì nó sẽ đứng yên trong mọi trường hợp. Cái này sai. Tại vì giả dụ như là
so với mặt trời và mặt trăng thì đứng làm sao được. Một vật đang chuyển động thì nó sẽ chuyển động trong mọi trường hợp, cái này cũng không đúng. Nó so với cái gì đó, chuyển động so với cái gì, giả dụ như là cái ô tô mà chuyển động sao là, ví dụ cái bánh xe ô tô ấy, cái ô tô nó chuyển động làm sao so với người ngồi ở trên xe được, đúng không? Một vật đang chuyển động có mọi trường hợp sai. Một vật đứng yên hay chuyển động còn phụ thuộc vào khoảng cách so với vật khác. Cái này nó không phụ thuộc vào khoảng cách. Ok, vậy là cái này đúng. Một bình hình trụ cao 2,5m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là người này. Áp suất của nước áp dụng lên đáy bình là. Đây ta có cái công thức P thì bằng D nhân H thôi. Thì ta sẽ có cái D ở đây nó chính là 10, nó chính là 1000 đúng không? 1000. Đây là kg này. Đây là khối lượng riêng của nước là 10, là 1000 kg trên mét khối. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là. Cái này là nó cho là cái khối lượng riêng là đơn vị là kg trên mét khối. Thì ta phải đưa về là Newton trên mét khối. Thì nó sẽ là nhân với 10, nhân với 10 này thì nó chính là 10.000 đúng không? Nó sẽ là nhân với 2,5. Đây chính là H, 2,5 là H. Vậy ta sẽ nhân lên 10.000 nhân 2,5 được bằng 25.000 rồi, không phải nhân nữa. Ok, vậy là bằng 25.000. Cái này Newton trên mét vuông thì nó chính là bằng Pa. Đây. Một thỏi thép hình hộp chữ nhật có kích thước 20 x 15 x 60. Biết khối lượng riêng của thép là cái này. Áp suất, áp suất lớn nhất mà nó có thể tác dụng lên mặt sàn là. Tác dụng lên mặt sàn. Khối lượng riêng của thép là cái này. Vậy ta cần tính cái diện tích mà cái vùng mà lớn, cái vùng mà nhỏ nhất ấy, cái vùng mà nhỏ nhất thì ta sẽ ra được cái áp suất lớn nhất là đặt theo cái chiều nhỏ nhất ấy. Cái chiều ở đây là 20 nhân với 15. Thử vẽ hình ra xem. Là 60 này. 20 15 đúng không? Cái chiều nhỏ nhất thì nó chính là cái chiều mà 15 nhân với 20 đúng không? Thì SC là sẽ là này. Ta phải tính ra là mét SC. Mét ở đây nó sẽ là 0,2 nhân với 0,15 đúng không? Thì nó sẽ ra được mét vuông. Thôi ta không cần phải tính ra, để nguyên này. Thì ta sẽ có là cái F. F ở đây nó chính là bằng 10P à 10M đúng không? Chính là P đấy. Thì ta sẽ có là cái P, cái áp suất nó bằng FC à, bằng F trên F trên F đúng không? Ta có là cái M ở đây. M sẽ bằng D nhân V. M sẽ bằng D nhân với V. Đấy, thì ta sẽ có này cái M bằng D nhân V thì ta sẽ nhân cái này nhân với V đó là 7,8 nhân này 10 mũ 6 chia cho 1000 nhân với cả V đây là bằng 0,2 nhân 0,15 nhân tiếp với 0,6. Đấy. Đây chính là ra cái M ta nhân với 10 là ra trọng lượng của nó rồi chia cho cái diện tích nhỏ nhất là diện tích là 0,2
2 rồi chia cho 0,15. Nó sẽ bằng 46.800. 46.800. Hiểu xem là ra cái này nhỉ. Rồi tạm thời mình bỏ câu đấy đi. Làm câu dưới này. Hai vật xuất phát từ A và B cách nhau 400m chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Vật thứ nhất chuyển động đều từ A với vận tốc 36 và thứ hai chuyển động đều từ B với vận tốc 18. Sau bao lâu hai vật gặp nhau? Cách nhau là 400m đúng không? Ta có cái T là cái thời gian chạy được đi. Thì ta sẽ có T nhân với cả 36 cộng với cả T nhân với cả 18 thì nó sẽ là bằng 0,4 km đúng không? Ta sẽ tính T. Đây là sẽ là 0,4 chia cho 36 cộng 18 nó sẽ là bằng 0,0 không bao nhiêu giờ đấy. Cái này là giờ thì ta sẽ đổi ra. Ta sẽ đổi ra phút thôi. Thì nhân với 60 là ra phút. Nó sẽ là bằng 0,4 phút. Đổi ra giây thì ta lại nhân với 60 tiếp. Nó sẽ là bằng 26,6. Thằng là 36 km giờ, thằng 18 km giờ. Đấy. Thì vẫn là như thế thôi. Một thằng chạy từ A, một thằng chạy từ B mà. Đây là cái quãng đường. Cái quãng đường là thằng chạy từ A nó sẽ là T nhân 36, chạy từ B nó sẽ là T nhân 18. Đây thì người ta sẽ có là tổng tổng quãng đường là 0,4 km. Đây thì ta sẽ tính ra được cái bằng 1/1 135 giờ thì ta đổi ra. Cái này nhân với 60 đúng không? Là ra được bao nhiêu phút? Nó sẽ là bằng 4/9 phút. Tiếp theo ta nhân với 60 nó sẽ ra giây. Đây nó sẽ bằng 26,6 giây. Okay. Vậy nào hoàn thành VFX vật lý lớp 8 vòng 4 2017-18. Để mình làm lại cái câu trên này. Đây ta có là cái này, cái bài trên này, cái bài lúc đầu thì nó sẽ là lúc nãy mình tính ra là 20 đâu nhỉ, 46.700 đúng không, 46.800 à. Đấy, cái đấy là chắc chắn là kết quả của mình là đúng, tại vì cái phương pháp này là đúng. Còn đầu bài nó cho cái đáp án đấy là không đúng đâu, tại vì là đầu bài nó cho là cái tính ra được cái là cái áp suất mà lớn nhất tác dụng lên cái mặt sàn thì đương nhiên là FC phải là nhỏ nhất rồi, FC phải là nhỏ nhất rồi, còn F nó không hề thay đổi được. Nên F thì vẫn tính theo cái công thức là D bằng M nhân A, M bằng D nhân V này. Đấy, thì ta đã có cái D là bằng 7,8 thôi, 7,8. Đấy, ta đổi ra thôi. 7,8 này là gam, đúng không? Gam trên cm khối thì ta đổi ra, thì ta nhân với 1.000 này, nó sẽ ra được là đã chia cho 1.000 nó sẽ ra được đổi về kg, còn nhân với 10.6 thì nó sẽ đổi được về nó là mét khối. Đấy thì là cái khối lượng nó sẽ là như thế này thôi. Thì ta sẽ đây ta mình làm lại cho các bạn xem, nó sẽ là 7,8 chia cho 1.000 nhân với cả 10.6 này. Đấy thì cái này mình sẽ ra được nó là 7.800, nó chính là khối lượng. Thì ta nhân với cả 10 là ra được cái trọng lượng đúng không? Đấy thì cái này
ta lại chia cho cái diện tích nhỏ nhất có thể này. Đấy, thì ta chia cho chia cho 0,2, rồi này chia tiếp cho 2 đồng cái này, còn còn v nữa, còn v nữa. Đây mới là d đó. Đây, đây chính là d của nó đúng không? D thì nhân với v, v nó chính là ba cái nhân với nhau đó. Ba cái chiều của nó nhân với nhau thì nó chính là 0,15 này nhân với 0,2 này, một chiều 0,15, một chiều 0,2, một chiều là 0,6 này. Đó. Thì cái này nó chính là ra, cái này nó chính là khối lượng của cái vật đấy, nó chính là bằng 114. Đấy, 140,4 đúng không? Kg. Đấy thì cái này ta nhân với 10 là nó sẽ ra được cái trọng lượng. Nên cái này ta sẽ chia cho cái SC nhỏ nhất có thể, đó là 0,2 nhân 0,15 mặt dưới. Thì nó sẽ ra 46.800. Mình khẳng định với các bạn là cái này là bằng 46.800 là đúng. Khẳng định luôn. Còn nó cho là tận 11.000 bao nhiêu với cả bao nhiêu đấy, khả năng là chắc là nó nhầm theo là cái áp lực nhỏ nhất, nhỏ nhất có thể. Đấy thì là nó sẽ chia cho cái khác, nó chia cho cái này nó không còn là, nếu mà nhỏ nhất có thể, cái áp lực nhỏ nhất có thể thì phải là 0,2 với 0,6 dưới đấy. Đấy thì khả năng nó sẽ ra tầm đấy, tầm 11.000 bao nhiêu đấy. Còn cái cách làm này và kết quả này mình khẳng định là đúng. Đấy nên các bạn không phải lo về cách làm. Mình không biết là các bạn chọn cái nào để cho nó ra được 100 thiệt thì mình không rõ. Đấy, tiếp theo này. Còn cái bài dưới thì là mình đã làm rồi. Đây. Nó sẽ làm như thế nào? Cái vận tốc thứ nhất là 36 km/h, vận tốc thứ hai là 18 km/h, hai thằng đi, một thằng đi từ A, một thằng đi từ B đó. Thì ta sẽ có là cái T là cái thời gian, T là tính theo giờ nhé. Đấy. Thì T nhân với 36 cộng với T nhân 18 nó sẽ bằng 0,4 km, à đúng rồi, 0,4 km, tại vì cái quãng đường đấy là 400m mà. Thì ta sẽ có là cái T nó sẽ bằng 0,4 này. 0,4 chia cho, đây là 36 cộng 18 là 100 đúng không? Đây nó sẽ ra được giờ. Giờ này thì ta đổi sang giây, ở đấy nó sẽ là theo giây hết đúng không? Ta sẽ nhân với 3600, đây nó sẽ ra bằng 26,6. Ở đây nó có cái đáp án là 26 giây, thì hình như là có cái 27 giây. Vậy nếu mà 27 giây thì các bạn chọn 27 nhé, chỉ đừng nên chọn 26. Còn nếu mà không có 27 thì ta chọn 26. Ok, cái này là mình được có 280 điểm, là vì cái câu trên này là không kịp làm, đang làm dở, nó hết thời gian. Câu dưới cũng thế này. Còn cái đầu bài của cái câu trên này cho đáp án là sai nhé. Các bạn điền cái gì thì điền thôi, cứ tích cái 11.000 bao nhiêu đó thì chắc là sẽ đúng rồi. Ok, vậy cảm ơn các bạn đã theo dõi là VinoPick vật lý lớp 8/4 năm 2017-18. Đến đây là kết thúc. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Chào tạm biệt và hẹn gặp.